Con ơi, mình đang ở trong nhà đây rồi. Đây là một cái bánh bánh chưng. Bánh chưng của dân tộc. Mình là dân tộc Mông anh nhỉ? Đúng rồi, dân tộc Mông. Là Mông. Đây chấm chấm đây. Bánh chưng của họ. Chấm chấm gia đình. Đấy, các cháu bé. Đúng rồi. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Cháu năm nay 6 tuổi rồi, tối nay được 3. 6 tuổi hả? Đúng rồi. Review các bạn nhà bếp này. Nhà bếp nha. Đấy. Đây nhà bếp của mình có ăn luôn ở trong này không anh ạ? Ăn ở trong nhà chính à? Vâng. Chào bà nhá. Bà cười tươi quá. Bà năm nay 80 tuổi rồi à? 80 rồi. Đâu cho đâu nướng. Cho đâu. Nướng gì? Không nướng gì. Sải hả? Nhà đây là chị em gái hết à? Chị em gái hết à? Hai đứa em gái. Hai đứa gái à? Đứa bên này đang học lớp 11. Đây là vợ hả? Vâng. Tiến Tiến. Thế là tốt rồi. Đi học không mấy? Cũng hai em gái em. Hai em gái. Từ đây đến trường có sao không em? Em á? Có chứ. 46 cây. Ôi đây có mâm này to nhỉ? Cái mâm này to gấp đôi mâm trên mình ấy. Mâm này to nhỉ? Một tháng đi học về một lần. Học nội chú có á. Học ở ngoài. Học ở chỗ. Đi ra ngoài đi, ra ngoài không có gì nhỉ? Mệt quá, đến đây xây xe trong bánh quá. Xe trong bánh quá. Đấy, đây rừng núi này mà. Núi xuống nhỉ? Thích chưa? Ui, núi thích chưa? Đấy, quá hả? Dung này. Đây là, trên này cũng có mận các bạn. Cây mận. Quay các bạn.